Đi đấy Pi ơi, sao con đi vô nhà đi, ngoài đây bẩn á hả? Đi vô nhà đi, đi vô nhà chơi, mẹ đang nhổ cỏ bẩn á, đi con. Gì hả? Hay là Mon ỉ rồi con gọi mẹ phải không? À phải á hả? Rồi đi đi vô mẹ vệ sinh cho Mon nào. Mon đang ở đâu? Đi dắt mẹ đi nào. Đi vô Mon nhá. Để Biểm đây đi, tí nó mặc ra mặc cho Mon. Mon đâu rồi? Mẹ mẹ để em trong phòng rồi, em đi đâu rồi chứ? Mẹ coi trong phòng có không? Ô, Mon đâu rồi? À, con đi Mon ra nhà tắm phải không? Thế thôi mẹ bảo này, con đi ra con chuẩn bị đồ cho mẹ đi rồi mẹ đi tắm cho em xong rồi mẹ vô mẹ mặc cho em nhé. Nha, con đi ra xong thay lấy cho bộ đồ cho mẹ đi. Ôi mẹ đây. Mẹ đây. Mẹ tắm cho con nhé, không sao nhé. Chị cũng đi chuẩn bị nước ấm cho con rồi nè. Chị cũng đi chợ lắm á. Chị cũng đi chuẩn bị nước ấm sẵn cho em rồi nè. Bây giờ mình cởi đồ ra mình tắm cho con nha. Nha, ngồi đây. Không sao nha. Mình cởi đồ mình tắm nha.
hết sữa tắm rồi. Mấy hôm nữa mày phải đi mua sữa tắm nữa rồi. Sữa tắm này tắm nó thơm. À, con lấy đi. Mày nhìn trên mẹ nè. Mày, con đứng đây. Đúng rồi. Mà có thích bơi không? Mình sẽ rớt xong mình cho con bơi nhé. Wow, ấm quá. Rồi, cho con bơi. Này, được rồi. Đấy đi, con bơi đi. Đấy, con bơi đi. Con làm đi. Đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi. Giỏi quá, giỏi lắm. Con giỏi quá. Con bơi đi, đúng rồi. Con xoay đi, xoay người đi. Con bơi đi. Giỏi quá. Giỏi quá, giỏi quá. Giỏi. Giỏi quá đi con ơi. Mong bây giờ chị Bobby luôn rồi đấy. Wow. Mong bây giờ quá. Bơi nữa đi, con bơi đi, con thích không? Bơi một lúc nữa là mẹ mẹ ổng thôi nha. Con bơi đi. Tụi này là cái gì? Skin của nhắn. Đúng rồi, tụi này là cái gì? T-skin. Tụi này là skin. Tụi này là t-shirt. T-shirt là áo thun. Tụi này là gì? Shoe. Face. There is. Door. Scar. Mấy đây còn không? Mấy đây còn mấy từ nè? Đó là gì? Dress.
Đúng rồi, dress. Đây là gì? Từ này là, từ bên này là t-shirt, còn từ bên này là gì? Shirt, không có cái chữ tờ. Từ bên kia, bên đây nè, từ bên này là đọc là t-shirt, còn bên này không có chữ tờ thì đọc là shirt. Cost. Cost. This is my pen. This is my pen. Ok. Bây giờ con biết nha. Biết xong chưa? Biết đi, con biết đi. Biết chữ đó đọc là gì chưa? Kim.
Đây mẹ bạn, đem đây đi mẹ nào. Con đi vô pha cho em hai bình sữa ấm nhé. Đừng có mở ra. Mẹ bấm hai đứa nè. Trời ơi, mẹ quét sân ở bên ngoài trời lạnh nên mẹ mặc áo này mà hai đứa đi chui nhau đi tắm. Rồi 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 rồi, đúng rồi, mẹ biết rồi. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Rồi, Hoan ơi, cô đi xuống mang. Đấy, ướt hết đồ mẹ rồi nè. Đi qua đây mẹ lau cho nha. May mà tắm nước ấm á. Nào, đi qua đây. Đấy, mẹ ấm hết đi. Con nói ôi hết sữa seri rồi. Ôi hết sữa seri rồi. Bây giờ mình phải lấy bình sữa cho mon mới được. Được rồi. Tự nhiên lại rủ nhau đi tắm thế này hả? Nè, đưa mày lau cho Mon nhé. Bây giờ yên nè, đi vào đây. Rồi, đưa mày tắm, mày lau cho khô để cho để nó lạnh nha. Coi chừng nó bị cảm lạnh đấy, nghe chưa? May mà cô Vi cũng biết đường mà nước ấm để tắm cho em ấy. Không, em còn nhỏ là em bị cảm lạnh là dễ ốm lắm đấy. Đó, đồ của cô Vi với Mon này nè. Ồ, đưa đây mẹ, mẹ cảm ơn nhiều nha. Các con chuẩn bị sữa cho em xong chưa? Dạ. Con đang mang ra sữa ra chỗ với ghế sofa đi, tí nữa mẹ ẵm em ra nha. Dạ. Rồi, nhỏ là mẹ cảm ơn nha. Rồi, bây giờ nằm chỗ này mẹ mặc đồ nha. Đi nằm chỗ này. Dạ. Thôi sữa cô Vi cũng nguội lên rồi, bây giờ mình để nước cho cô Vi. Yên để mẹ mặc đồ cho chị Cô Vi nha. Chết rồi, mẹ mua cái miếng này cho chị Cô Vi là to rồi. Mẹ Vi ngồi yên con. Mà không treo chị Cô Vi nào. Mà ngồi yên nhé. Mà mình treo con, mà treo con, mẹ biết rồi. Rồi, 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 rồi. Nhanh nha, nhanh đi ra uống sữa với anh Bình nè. Anh Bình pha sữa rồi nè. Cô đứng lên đi hai đây. Đúng là cái hùng nha.
ok. Đây nào. Rồi đẹp rồi ha, chị em sạch sẽ rồi. Giờ ra uống sữa nha. Không có nghịch gì nữa hết nghe chưa. Ra uống sữa rồi chơi với anh Bình. May mà cái anh Bình thấy chứ không là ngâm trong đó là uống luôn đấy. Rồi đi ra đây. Đi. Đi thôi. Bây giờ con cho Mon uống sữa cho mẹ với, để mẹ cho cô Vi uống nha. Này con ẵm vào em đi. Của Mon đây, của cô Vi đây. Mon uống rồi, cho Mon. Sữa anh Bình pha đây, sữa ấm đấy. Anh Bình giỏi quá trời giỏi luôn, hôm nay anh Bình lớn lắm rồi á. Con pha bằng sữa Versari á phải không? Dạ. Mon uống giỏi rồi nè. Ôi mồ, Mon uống sắp hết rồi. Ngon không Mon? Chắc là ngon. Chắc là ngon. Con nâng cao lên cho em nha. Cô Vi uống hết rồi nè. Các em đi tắm lạnh vô mà có một ly sữa ấm uống này sẽ rất là khỏe đấy. Rồi được rồi, hết rồi. Ở đây, mình ôm. Bây giờ đợi Mon nha. Đợi Mon xong rồi chơi với anh Bình nha. Ngon cô Bi. Ngon chứ, ngon nhất. Con cảm ơn anh Bình đi. Cảm ơn anh Bình đi.
Thank you.
Mẹ chuẩn bị sẵn rồi, mẹ không chịu ăn hai cái đứa này, lại đợi mẹ đúng không? Đi nào, đi nào. Ngồi đây, ngồi đây. Đấy, ngồi đây đợi mẹ đi rửa tay đó đã. Nào, ngồi đây đợi mẹ đi rửa tay đã. Nào, ngồi xuống. Thôi, ngồi xuống, đến mẹ đây mẹ cho ăn nha. Mẹ đi rửa tay đã. Trời ơi, mẹ chuẩn bị đồ sẵn cho hai chị em mà hai chị em không ăn, hai chị em là đợi mẹ hả? Hả? Nào, để mẹ để đây. Mẹ có chuối luộc này, chuối sáp luộc này, có chôm chôm này. Ngồi ngồi yên đây. Giờ mẹ sẽ lấy cho hai chị em ăn nha. Ngoan ơi, từ từ nè con. Ngoan nào, ngoan phải từ từ nha. Yên nào, để mẹ lấy đi nè. Mẹ chuối này, chuối sáp luộc ngon lắm nè. Đi đợi mẹ xíu mẹ lấy cho Mon nha. Nè, Mon cầm ăn đi con. Hả? Biết con cũng muốn hả? Thế mà hôm nãy mẹ bảo ăn thì không chịu ăn, cứ phải đợi mẹ cơ. Nào, cho con. Chuối này luộc ngon lắm. Mẹ thích ăn chuối này, bà nội cũng thích lắm. Ngọt lắm. Ăn được cái con
lấy món cho mẹ với nhá. Con trông em cho mẹ nhá, mẹ đi đồ ăn cho ba nhá. Đi đi. À mẹ cho đi nào. Thank you.
Thank you.
anh em nè. Ở đây để mẹ quét đây rồi ăn nhá. Thứ này ôi mà nhớ mẹ hả? Pi có nhớ mẹ không? Hả, nhớ mẹ. Nào ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây để mẹ quét cái nhà đã. Ngồi đây. Ôi sao cái ra dừa lại như thế này? Ở đâu rồi? Mẹ cái ra dừa ở trong phòng con đi đâu? Ở đâu rồi mẹ không thấy? Cái ra dừa má, cái ra dừa đâu rồi cô Quý? À sao? À con cho Mon uống sữa xong rồi đổ rồi con đem đi rồi á. Thôi được rồi, để tí nữa mẹ thay nha nhé. Bây giờ anh Bình ngồi đây với cô Vi này. Này ngồi với Mon đâu? Đấy, Mon đòi bánh rồi kìa. Anh Bình lại lấy bánh chia cho các em ăn đi con. Mẹ quét cái này nè. Mon qua anh Bình lấy bánh cho. Ôi, anh đâu này Mon? Ngon không? Ngon cô biết. Ngon lắm. Cái ai mời mẹ em ta? Mẹ ăn cho mẹ. Để mẹ quét cái nhà xong hả nha. Cô Bi hôm nay giỏi quá, phụ mẹ nhà chăm Mon đấy. Mẹ đi đưa rồi ăn cho ba đấy. Ba đang phụ người ta gặt lúa ở bên trong kia. Ngon không Mon? Ngon không cô biết? Con lại đổ rồi. Đây để lên đây nha. Ngon nè. Ngon. Mà làm miếng to đấy. Mẹ cho cô Vi cái này này. Có cái ăn bánh chuối không miếng khoai? Mẹ cũng thích ăn bánh chuối hay bánh khoai. Bánh chuối nhiều không thích.